Nhà có một chai rồi nhưng mà vẫn mua thêm một chai nữa. Thậm chí là chai này thì các bạn có thể nhìn thấy nó còn to hơn chai ở nhà mình. Nhà mình có một chai Dior Sauvage phiên bản EDP 100ml từ năm 2019. Đã dùng cũng đã gần hết rồi và lâu lắm rồi mình không dùng. Trên tay mình đây đang là Dior Sauvage được sản xuất vào năm 2022. Và cái gốc này thì là gốc 200ml. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi lại và nhìn lại xem mùi hương của Dior Sauvage sản xuất những năm 2022 thì nó có khác biệt gì so với Dior Sauvage năm 2019 mà mình đang có ở nhà. Và cũng sẽ có một vài thông tin gửi gắm đi kèm để các bạn có thể biết rõ hơn về những cái sản phẩm, những cái sự thay đổi tuy rất nhỏ nhưng mà cũng rất là đáng chú ý của Dior Sauvage. Và cùng nhau bắt đầu nhá. Như các bạn đã thấy ở trên tay mình đây thì là một chai 200ml ở sau lưng mình. Nói thật là mình cũng không tiện lấy vì mình ném nó tít ở trong góc cơ. Nó là cái chai 100ml và chai này thì nó có dung tích to hơn. Và một cái điều mà các bạn cần cập nhật ngay lập tức đó là những cái phiên bản Dior Sauvage trong cái thời gian loanh quanh tầm gần một năm đổ lại đây nó đã refill được. Có nghĩa là họ đã sản xuất cái vòi có thể bơm được nước hoa vào và nó chỉ có ở hai dung tích đó là 30ml và 100ml. Và cái chai này mặc dù là chai 2022 nhưng cái chai 200ml này nó không hề refill được. Đấy là cái điều đầu tiên mà các bạn cần biết. Cái điều thứ hai đó là những cái chai refill được thì nó có cái dung tích là 300ml và cái vòi của những cái refill được ấy thì mình sẽ để hình ở đây. Và nó sẽ sử dụng một cái công nghệ gọi là Techniplas. Cái công nghệ này thực ra đã có từ những năm 2011 hay là 2012 rồi. Và người ta đã sử dụng trên rất nhiều những cái thương hiệu như là Kilian, như là những cái sản phẩm của Diptyque gần đây cũng đã bắt đầu refill được rồi. Và Dior thì họ cũng đã sử dụng cái công nghệ như thế. Đang nói công nghệ thì cũng không biết là có đúng hay không. Thì những cái chai refill được ấy thì nó sẽ có một cái chai đi kèm và nó sẽ bán riêng những cái chai đấy 300ml và khi các bạn chỉ cần cắm vòi vào và nó bơm đầy là nó tự ngắt. Thì mình sẽ gắn thêm cái link để các bạn đọc thêm về cái điều này ở phía dưới. Thì đây là một cái hướng tới gọi là môi trường xanh sạch đẹp, cùng bảo vệ thiên nhiên nhiều hơn, thay vì là cứ hết một chai 100ml thì chúng ta lại bỏ đi, vứt đi. Thì bây giờ chúng ta có thể tiết kiệm hơn bằng cách là mua một chai refill, hoặc là các bạn có thể đến những cửa hàng của Dior, thậm chí là người chắc là mình nghĩ là người ta cũng sẽ bán theo kiểu là refill lại đúng 100ml vào đó. Thì đây là một cái rất là hay ho mà các bạn cần biết về cái sự thay đổi của ngành công nghiệp mùi hương nước hoa. Phần tiếp theo là về phần vòi xịt thì nó là cái chai 100ml này thì về cơ bản nó không có gì cả. Xịt phun sương bay rất là đẹp. Đấy là một cái mà mình nhìn thấy. Phải công nhận rằng là những cái vòi của Dior để làm luôn luôn chất lượng đấy, phun sương này ám trên không khí, bạn nào mà nhìn được kỹ cơ. Tại vì nó qua cái cam là nó cũng hơi khó, thì cái đây có đèn vẫn bay lờ mờ và cảm thấy là cái vòi này bây giờ nó còn hoàn thiện xịn hơn là cái vòi kia. Còn về màu sắc của ngoại hình thì không khác gì nhá các ông nhá, vẫn là Dior ở dưới, Sauvage và EDP ở phía trên. Cái logo thì tôi cũng không biết là nó có khác nhau không, thì tí nữa tôi sẽ quay một cái đoạn để cho các bạn hình dung về cái logo nhá. Tiếp tới sẽ là phần mùi hương, một cái phần cực kỳ quan trọng mà rất 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 nhiều bạn sẽ quan tâm. Tại vì các bạn cũng biết rồi, đó là những cái chai nước hoa designer và đặc biệt là những cái chai nước hoa quốc dân thì sau một vài năm thì nó sẽ bị thay đổi, gọi là không công bố chính thức mà chúng ta cảm nhận rằng nó bị giảm đi hiệu năng cũng như là mùi hương nhạt nhòa hơn. Cái này nó thể hiện ở một thằng gọi là thằng YSL Yves Saint Laurent La Nuit de Nôme. Vâng, La Nuit Nôme. Đấy là một trong những chai nước hoa mà nó bị yếu đi theo năm tháng ấy. Nó như kiểu một ông già ấy, càng ngày nó càng yếu, càng tồn tại lâu ở trên thị trường thì nó càng yếu. Đấy là một cái hơi buồn. Còn Dior, Sauvage và phiên bản EDP ở đây thì sao? Thì cái em này sau 5 ngày mình trải nghiệm thì có một cái điều mà mình phải nhìn thấy, đó là mùi hương của em nó không quá khác biệt so với phiên bản 2019. Tại vì 5 ngày vừa rồi mình liên tục side by side hai mùi với nhau. Thì có một chút xíu, gọi là nếu như bạn nào thực sự quan tâm, gọi là để ý từng tí một, thì các bạn sẽ thấy rằng cái phần top note của Dior Sauvage 2022 phiên bản EDP ở đây nó sẽ có xu hướng là nhiều cam chanh hơn một xíu xìu xiu, và nó thêm một cái điều nữa là cái tông mùi nó cảm giác sáng hơn. Và các bạn sẽ thấy rằng là cái nét này nó sẽ làm cho
mùi hương có phần dễ chịu hơn so với cái phiên bản 2019. Nhưng để nhận ra được thì nó chỉ khoảng tầm khác nhau khoảng tầm 3-4 hoặc là 5, cùng lắm là 5% thôi, không quá nhiều. Tiếp tới đó là cái nét dry down của Dior Sauvage phiên bản EDP 2012. Thì với mình có cảm giác là mùi nó mỏng hơn một xíu xíu. Nên khi dry down xuống thì mình cảm thấy rằng là cái bay Ambosan đặc trưng cùng với tiêu của Dior Sauvage mà ở cái phiên bản 2022 này, nó có một cái hơi hướng là làm mỏng hơn một xíu, cũng có khác biệt hơn. Và cái khác biệt này nó làm mình thích hơn. Mình side by side hai mùi với nhau thì mình thấy rằng là cái phiên bản này nó có vẻ gọi là nền nã hơn, và mình có cảm giác mình thích hơn. Và đặc biệt rằng là ở dry down ở trên nốt ở đoạn cuối ấy, thì mình thấy rằng là mình khá là thiện cảm. Kiểu những cái gì mà trước đây mình bị ác cảm về Dior Sauvage thì nó đã bị trôi đi khi mà mình thử lại cái phiên bản 2022 này. Đấy là một cái điểm mà công nhận. Chúng ta cũng phải nhìn với nhau rằng không phải tự nhiên Dior Sauvage nó lại nổi tiếng đến như vậy. Thực chất mùi hương của nó, nếu như các bạn dành đủ thời gian và các bạn không bị một cái ác cảm rằng mùi hương này nó là mùi hương quốc dân rồi, chúng ta sẽ khó mà nổi bật, khó mà tách biệt được. Nhưng nếu như bạn dành đủ thời gian, bạn ngồi, bạn trải nghiệm nó thì đây xứng đáng là một trong những mùi hương có chiều sâu và nó có đầu tư rất kỹ lưỡng, và cũng không có gì là lạ cả khi mà em nó trở thành một cái mùi hương quốc dân, gọi là mùi của bad boy trong cái khoảng tầm 10-20 năm trở lại đây. 10 năm thôi, 10 năm, đặc biệt là ở thị trường Việt Nam trong vòng 5 năm vừa rồi thì Dior Sauvage quá nổi tiếng. Nếu như các bạn có dịp ngồi lại thì nói thật là các bạn nên gạt bỏ đi hết những cái suy nghĩ và hãy tận hưởng mùi hương này như một mùi hương mới. Thì mình đảm bảo với các bạn rằng mùi hương này nó sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn, và các bạn thấy là nó xứng đáng với đồng tiền, mặc dù bây giờ giá của nó cũng lên hơn so với ngày xưa, nhưng mà với cái mức thu nhập kiếm được thì cái việc đấy là việc hoàn toàn bình thường. Giá bây giờ chỉ có việc ngày càng đi lên thôi, nó sẽ không bao giờ đi xuống cả. Đấy là điều chúng ta phải nhìn thấy đó. Và mấy ngày hôm nay mình xịt thì mình cũng nhận được lời khen khá là nhiều. Lời khen của những người bình thường chứ không phải là lời khen từ những người chơi nước hoa. Tại vì mình tin rằng là chơi nước hoa thì khi mà ngửi thấy mùi Dior Sauvage thì các bạn sẽ nhăn mặt. Nhưng mà có khi phải làm review như tôi thì mọi người mới gạt bỏ được đi hết những cái suy nghĩ ác cảm về em này. Đó, đây là cái điều mà tôi cảm nhận được và tôi cũng rút ra được. Có khi tôi phải thử lại khá nhiều và tôi phải nhìn lại tất cả những cái mối quan hệ của tôi, liên hệ ngoài đời sống ra, thì nó cũng ứng dụng mà. Đôi khi chúng ta bị một cái thiện cảm ban đầu nó, cái ác cảm ban đầu nó không được tốt cho lắm thì chúng ta đánh giá tất cả mọi thứ nó không tốt. Nhưng mà về mùi hương thì cũng nên thử lại, và tất cả những cái thứ cần một cái thời gian để chúng ta nhìn lại. Biết đâu đến bây giờ nó lại hợp thì làm sao, đúng không? Cái yếu tố tiếp theo đó là về cái độ bám tỏa. Thì đầu tiên đó là về độ lưu hương. Thì cái phiên bản 2022 này nó có một cái độ lưu hương bị kém hơn so với cái phiên bản 2019, nhưng mà chỉ là một xíu thôi, nó cũng khoảng tầm 3-5%. Mình nghĩ là đó cũng là lý do là mùi hương nó có phần tươi sáng hơn nên là độ lưu nó cũng sẽ kém hơn một xíu. Nhưng mà phải thực sự kiểu đo đếm từng tí một thì các bạn mới nhận ra sự khác biệt ở đây, còn không là không. Tại vì khi mà tôi review thì tôi đặc biệt là cùng một chai nước hoa nhưng mà sản xuất vào hai thời điểm khác nhau thì tôi phải cảm nhận rất là kỹ để xem là cái sự khác nhau ở đâu để nói với các bạn. Đó, và cái hôm mà tôi kiểm tra kỹ nhất thì mùi hương này nó lưu ở trên da tôi từ khoảng tầm 8 giờ sáng cho đến tầm 7 giờ tối. Thì hai mùi khi mà lần cuối cùng tôi ngửi để tôi trước khi đi tắm, như vậy là đủ tầm 11 tiếng rồi nhá, để tôi đi tắm, thì cái mùi hương của Dior Sauvage 2022 này nó bị mỏng hơn so với Dior Sauvage phiên bản 2019, mặc dù là cùng nồng độ EDP. Nhưng mà cái sự khác biệt này nó không quá rõ rệt đâu, nên là các bạn hoàn toàn có thể không cần quan tâm lắm, coi như là không khác đi, chênh lệch nó không quá nhiều. Và cái độ tỏa thì hai mùi hương tỏa vẫn như nhau, yên tâm là như vậy, tỏa vẫn siêu siêu tốt, gần như hai mùi khi mà các bạn chỉ cần đứng hay là để tay như này, các bạn khua nhẹ một cái là các bạn có thể ngửi thấy, hay là sau khoảng tầm 4-5 tiếng thì các bạn cũng vẫn sẽ ngửi thấy cả hai mùi rất rõ rệt. Về cái độ tỏa thì gần như là không có sự khác biệt. Đấy là cái sự chia sẻ của tôi về cái mùi hương, cũng như là về cái độ lưu hương, độ bám tỏa, một chút thông tin về cái việc là
cái chai Dior Sauvage EDP hay là kể cả EDT nó có cái sự review và cái sự thay đổi như thế nào. Về cái phần phong cách của em này, thực ra Dior Sauvage đã có quá nhiều video làm rồi, kể cả đi quay cũng như là những cái video mình recommend, thì mình cũng sẽ gắn một cái đường link ở đây để các bạn xem. Với mình thì cái mùa đông là cái mùa các bạn có thể xịt được Dior Sauvage EDP, còn mùa hè nếu như các bạn thích thì các bạn có thể xịt phiên bản EDT. Đó là hai lựa chọn rất là tốt. Còn nếu mà các bạn trưởng thành hơn, các bạn có thể dùng Dior Sauvage Elixir. Thì một chút về cái phần mùi hương, tại vì làm rồi mình cũng không muốn nói lại làm gì cả cho nó dài dòng. Vậy thì đến bây giờ chúng ta có cần mua hay là tìm những cái phiên bản cũ không, hay là mua những bản mới là đủ? Thì cái câu hỏi này là một câu hỏi quá dễ để trả lời nếu như các ông xem video ở đây rồi. Với tôi, chúng ta nên mua những phiên bản mới. Tại sao? Tại vì cái phiên bản mới ngoài cái sự là không có khác biệt quá lớn về phần mùi, về phần hiệu năng, thì chúng ta nhận được một cái đó là chúng ta bảo vệ được thiên nhiên và môi trường. Tại vì bây giờ ở thị trường Việt Nam cũng đã có rất nhiều những người nhập và bán những chai refill của Dior Sauvage về. Một phần tiết kiệm hiệu năng hơn, tiết kiệm về kinh tế hơn, dễ chiết hơn. Rồi thêm một cái yếu tố nữa đó là nó làm chúng ta không phải bỏ phí đi những cái chai không. Ví dụ như chai 2019 của mình đi, chắc chắn là mình phải bỏ đi rồi. Nhưng mà với những chai từ 2021, 2022 đổ ra là các bạn có thể đến những cái shop nào là có những chai refill. Các bạn mua bao nhiêu, các bạn đong bấy nhiêu, nó như kiểu đi chợ vậy. Và các bạn không phải vứt nó ra để ảnh hưởng tới môi trường. Đấy là một cái rất thân thiện với thiên nhiên mà người ta đang có cái xu hướng là educate thị trường, educate cả người dùng để người ta có một cái thói quen rằng bảo vệ môi trường hơn. Đây cũng là cái tương lai của cái ngành hương. Dần dần các bạn sẽ thấy tất cả những chai nước hoa của các thương hiệu nổi tiếng nó sẽ thay thế cái hình thức review này. Và mình cũng đã có một cái lời chia sẻ ở trên cái nền tảng TikTok rồi. Cái sự review này nó sẽ làm cho môi trường tốt hơn, nhưng nó sẽ phải giải quyết một cái bài toán ngay ban đầu, đó là cái vấn đề là dùi fake. Đó, đấy là cái điều mà chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải. Còn cái vấn đề đấy thì giải quyết như thế nào thì mình nghĩ là các bạn lựa chọn nơi mua uy tín, kết hợp với cái việc là nó cần cái sự đào thải ban đầu, thì các bạn cứ thoải mái yên tâm. Nếu như các bạn đã chọn được nơi uy tín rồi, vấn đề không phải lo lắm. Thậm chí là bây giờ chúng ta có thể kiểu gửi lại những cái chai cũ, những cái chai 2022 mà 2021 mà review được, 2022 thì các bạn có thể gửi lại cho bên bán và nhờ người ta review lại, và rồi các bạn lại nhận lại chai đấy. Các bạn không cần phải mua chai mới làm gì cả, nó tiết kiệm cái chi phí hơn cho các bạn rất là nhiều. Và đó là toàn bộ những cái cảm nhận của mình về Dior Sauvage 2022 này, nó có khác biệt hay không, và những cái thông tin cần thiết mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Và nếu như các bạn thấy video này hay, hay là các bạn có những cái yêu cầu gì thì các bạn cứ bình luận ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.